đau gì không? Không đau gì trơn ha. Đó, đặc biệt là không đau, sức khỏe có thấy ảnh hưởng không? Không ảnh hưởng này. Và chúng ta đã đến cái bụng trước của chị nha. Nè, các bạn thấy là cái bụng của bạn là tự nhiên nè, cái khuôn mặt mặt cười vui vẻ luôn. Đó, đó, rồi ở giữa thì nó hóp xuống ha. Bụng thì vui vẻ cho mình đâu vui được cái ôm cái bụng này đi chị ha. Đó, các bạn thấy quá nhiều mỡ mà da dư luôn cả nhà nha. Thì cái công nghệ Lipo Gesell chút nữa chị sẽ thấy là nó không những là giải quyết hết mỡ cho mình mà nó còn làm cho cái da mình săn chắc nữa. Bây giờ chị ơi, nè, chị nhìn qua bên này nè. Đó, bác sĩ lấy mỡ cho chị chút là xong, không có đau nha. Nha. Rồi, cả nhà xem. Cực kỳ nhiều cái da dư cũng như là nhiều mỡ luôn á, mà sau khi mình làm cái Lipo Gesell thì cái bụng nó được coi như là săn chắc mà không có một chút mỡ nữa. Giờ nó còn da cơ bụng sử dụng mỡ. Đặc biệt là công nghệ này thì nó an toàn, không đau, không mất nhiều thời gian dinh dưỡng, không có biến chứng, không có tai biến, mà hiệu quả là tối đa luôn anh em. Hiện nay các bạn tìm rất nhiều phương pháp nhưng mà đây là phương pháp mà an toàn, hiện đại cũng như là hiệu quả nhất hiện nay. Tận dụng cái Lipo Gesell để chúng ta giải quyết cái mỏi thừa của bụng của chúng ta.